Hello, hello, chào mừng anh đang quay trở lại với chế độ của mình. Mình là các hợp Elixir đây, tiếp tục chương trình về Colossal. Hãy nào muốn thích chương trình này, đừng quên like, chia sẻ tới cho mình. Comment xuống kiến xuống dưới video và thích hiểu mình nhé. Và chương trình chuyên để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và cho theo xem mình tới thế nào, thì đó là tập cuối của Colossal rồi nhé. Hoàn thành. Colossatron is racking up some serious damage now. Yeah.
that? Ồ, hoàn thành rồi. Chết chết được thì thất bại rồi. Another city bites the dust. There's just no stopping Colossatron. Hình như là mình là mình để boss thì phải. Tấn công sân đi mục tiêu. Can General Mustache stop Colossatron? Stay tuned to find out.
Đông quá. Mẹ cái bóng kiếm hoạt. Mẹ cái bóng kiếm hoạt. Đã đến lúc cứu hoa. Mạnh vòng kia hoạt. Looks like the general is getting serious. Hey, move out!
Mega Ball kích hoạt. Hoàn thành xong rồi. Colossatron has won this round, but tomorrow is a new day. I'm sure General Mustache will return. Will you? Action News 6 with Rick Dalton. Hello, I'm Rick Dalton. We're getting reports and even satellite footage now of a massive creature orbiting Earth that people are calling Colossatron. While it's unclear whether the creature is friendly or not, the military has declared the situation a massive world threat. It appears that Colossatron's current trajectory is the economic superpower, Metronia. All we can do now is hope that the creature doesn't decide to attack. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập sự tới đây nhé. Anh nào muốn đăng ký kênh của mình, mình sẽ làm clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phim tiếp theo. Tạm biệt ạ.